Rồi, dựng đội khách cho bóng luôn đó. Nhường nhường. Chết. Trên này mát này. Tốt. Kéo lên.
Trời ơi. Chết. Trời ơi ông Phi. Chạy đúng nhường nhường. Trời. Hay. Tốt. Vào luôn rồi. Trời. Chết. Hay quá. Vừa nãy giờ nó chịu ra rồi ha. Nó ra xa à, hai ba trái rồi đó. Không mà nó ra được chứ không nó nổi. Tại mình ta mình truyền hơi sâu xuống tí. Nhường đá tốt đó nha. Rồi về không nổi rồi.
kia, ảnh bên kia rồi. Trời ơi. Hay quá. Chạy chạy. Chạy đi. Có một trong tay biết. Hay quá ơi, cố lên. Cố lên mọi người ơi. À, phát cho bành lỗi. Trời ơi. Ra ngoài xíu nữa đẹp, cuộn ra ngoài đẹp ơi. Cố lên nào, cố. Được. Kêu mà cố lên đi. Cố lên. Trời ơi, vậy sao vậy? Thì đạo chạy hết rồi. Ủa, trọng tài biên luôn ghê thiệt. Có người à? Hai người luôn. À, hai người. Hai người nhập banh, hai trọng tài biên là biết luôn. Còn thêm thiếu cô y tá xinh đẹp nữa là được. Cố lên, cố lên. Bạn ơi, cố lên. Cái bạn chạy từng 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 hết sức rồi. Má đồ người ta đá đều hết á, không dẫn đâu. Con có đá bụng không? Mẹ cho bú thì con không cho bú hả? Khoa mới vô, Khoa chạy dữ vậy trời. Chạy vậy mệt chết luôn á. Chỉ là chạy đúng vị trí thôi.
Nó khoan chạy dữ vậy. Này giờ mát lên sân vì nhanh nhiều luôn. Hai rồi. Mà trái phiêu đá về chạm không nổi đâu.
lại chứ. Má không cho tao vô đó. Trời. Trời ơi, vậy mong vô trời. Hai trái banh đẹp quá trời. Tốt. Đội này của Long Điền hay là của Bà Rịa chú? Của Long Điền. Tiến Hùng. Cái này là cái đội gom. Công ty hả? Cái này đội gọi đội gom. Tập cẩm. Gom lại hả? Vậy mình như là xã và ấp. Dạ. Trong thị trấn mình gom. Chú bình tĩnh. Sao chú? Hay quá. Phi kìa, Bảo. Hay rồi. Kéo về lấy banh kìa.
Trời ơi, còn anh Khoa đi luôn ta. Mạnh vậy không đi luôn. Lấy chỗ nào sạc pin không chú? Có chỗ nào cắm pin điện thoại đâu? Dạ. Phòng được không? Phòng được. Máy này nè, hết pin rồi. Không mà xanh này mát mà đâu nóng đâu. À, tay rồi. Chung lấy giùm tôi ba lô chung. Ba lô xám tôi á, để trên ghế chỗ kế bên ông Phi á. Nhìn góc này lên sân đẹp chứ bộ. Tốt rồi, quá nhìn hay quá. Vô rồi. Hay luôn ơi, hay luôn ơi. Mấy quả đứa này ngon ghê. Gần hết hiệp chưa ta? Hả? 30 phút hay 45 phút rồi? 40 phút rồi. Gần hết giờ rồi, cố lên! Đều á. Không có cá nhân đột biến lắm. Trời ơi ông Khoa, ông quả đó đá chi trời. Tốt, đi đi kiểu này lỗ tốt lắm. Trời tốt. Đi được cái đi giết tốt. Người mà. Chu mà lại.
Ít người đó được cứ chơi thôi. Khỏe thì cứ đó, cứ bươn. Đồ. Bên này có bảng điện tử luôn trời. Hay là người ta dán ta? Người ta kéo á. À, kéo hả? À. Ôi giời ơi, chết. Hay sân của huyện mà nó tổ chức hội thao chạy khỏe khỏe của đồng ấy. Họ đá tốt, đá ở giữa. Họ đá giữa tốt. Đúng không? Ừ. Bà đánh nó, bà đánh nó. Dẫn vô tấn, dẫn vô tấn. Đóng luôn, đóng luôn. Đóng luôn. Trời ơi, sút luôn. Bất lời, bất lời, bất cửa chắc rồi. Và đến dứt điểm thì bảo ích kỷ. Và đó là tính nó phải đẩy mạnh vô gôn á. Tốt. Anh Minh ơi, lấy một bài lên anh Minh ơi. Tới đâu rồi quay được. Đây là. Mà rồi mà.
đầu con cứ xoay vòng vòng hoài vậy. Đi, 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 sút. Hay quá. Bây giờ danh hay là ra? Thank you.
mày cắt cái cảnh đó mày đưa lên, mày đưa lên Facebook. Mình có đã như chúng những đi diễn hài á. Em ghi status này nè. Đừng bao giờ rủ thằng mình đi hết mà. Đâu khi đâu bạn khi đội đang thắng mà bạn cứ nhìn đi. Ba chồng nó bảo, ba chồng nó bảo, thấy không bảo. Bắt trái banh chưa được mà thấy quá. Cầm lên mới chơi được.
Tân Anh ơi, kéo lên. Thank you.
đối banh quá, đối banh quá. Thôi đá tiếp đi. Em lên đây đi, em xuống đá. Cho vô chạy chút nữa về chạy. Đi mấy trăm cây số xuống đây quay hoài vậy. Mày xuống đi. Hết 3 set rồi, còn có 10 phút nữa hả? Thiếu 10 kìa. Thiếu đi.